Chiều nay các sĩ tử sẽ thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông năm nay. Trước môn thi này, một vài thí sinh thể hiện sự lo lắng trước phần đọc hiểu của bài thi tiếng Anh, nhưng đa phần đều rất tự tin vào lượng kiến thức mà mình đã ôn tập. Cũng học bài và ôn bài rất là kỹ rồi. Em nghĩ là mình đã có đủ kiến thức để đi thi. Em nghĩ là phần đọc hiểu là cái bài văn. Đến chiều hôm nay thì không còn lo lắng nhiều nữa, tại vì dù gì cũng đã đến môn cuối rồi. Lúc giờ còn tự tin, cố gắng vượt qua cuối thì đây là cái thi cuối rồi, họ đều tốt đẹp. Các bạn đều thi làm bài tốt trong chiều nay. Em sẽ về nhà và em chơi. Khi nào em thi xong thì em sẽ về quẩy với bạn bè. Đã một bữa tiệc nhỏ. Trưa nay thành phố Hồ Chí Minh trời nắng gắt nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn đợi con ngoài cổng trường. Như vậy sau 3 ngày thi, chiều nay môn thi ngoại ngữ sẽ là môn thi khép lại kỳ thi trung học phổ thông năm nay.